Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, tới chỗ mộ thường truyền tay nhau rằng khi cửa mộ mở ra, phải đợi một lúc mới được bước vào đề phòng cạm bẫy hoặc khí độc, nếu không có thể bị trọng thương hoặc là mất mạng. Nhưng trong ngôi mộ cổ hơn 2.000 năm ở Bắc Kinh và Hồ Bắc, Trung Quốc, các chuyên gia còn phát hiện ra thứ kỳ lạ hơn rất nhiều. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Sự việc xảy ra vào năm 2013, trong lúc nạo vét con kênh tại làng Đại Cừ thuộc thị trấn An Định, Bắc Kinh, Trung Quốc, dân làng nơi đây đã gặp tình huống bất ngờ. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc kênh của làng bị khô hạn do phù sa chặn, trưởng làng huy động người dân cùng tới khơi thông. Mọi người còn mang cả máy xúc tới để việc khơi thông nhanh hơn. Đột nhiên, khi đang nạo vét ở giữa kênh, máy xúc bị va phải vật gì đó. Do va đập mạnh, con kênh xuất hiện một chiếc hố lớn có đường kính tới 2 mét. Nhiều người tò mò ngó xuống xem, chỉ thấy vài bức tường bằng gạch bên dưới. Ai đó bỗng hét lớn, hình như có thứ gì động đậy bên dưới. Máy móc liền được cho dừng hoạt động. Hóa ra, bên dưới hố trôi ra chục con cá trê còn sống. Mọi người cảm thấy rất kinh ngạc, không hiểu chúng sống trong mộ cổ bao lâu rồi. Có người tò mò muốn bắt những con cá trê nên trèo xuống xem xét. Nào ngờ không chỉ bắt được cá, họ còn tìm thấy một vài bức tượng bằng gốm. Họ lập tức dừng lại và trưởng làng liền báo cáo với cảnh sát địa phương. Một nhóm các nhà khảo cổ của Viện Nghiên cứu Di tích Văn hóa Bắc Kinh được cử tới hiện trường. Họ điều động một vài máy bơm tới hoạt động hết công suất trong gần ngày một đêm mới có thể rút hết nước trong mộ. Trong mộ cổ, các chuyên gia tìm thấy tổng cộng 15 bức tượng gốm, 5 mình gốm, 20 bát gốm và một chiếc gương bằng đồng. Tuy nhiên, họ không thể tìm thấy văn bia hay tài liệu nào giúp xác minh danh tính của chủ nhân ngôi mộ. Từ kiểu dáng ngôi mộ và niên đại của các món đồ cổ, các chuyên gia nhận định ngôi mộ này thuộc thời nhà Hán. Ngôi mộ đã 2.000 năm tuổi. Sau khi kiểm tra kỹ càng, các nhà khảo cổ nhận thấy ngôi mộ cổ này quy mô khá lớn, tương đương với lăng mộ của hoàng tộc thời nhà Hán. Nào ngờ khi đang dọn dẹp, dân làng lại báo với nhóm khảo cổ rằng ở cách ngôi mộ cổ không xa có một cánh đồng, dù mưa lớn hay nước trong kênh chảy vào mạnh như nào cũng không bao giờ có nước đọng. Ai nấy đều cảm thấy tò mò, không biết nước trong ruộng đã thoát đi đâu. Các nhà khảo cổ nhanh chóng tổ chức cuộc khai quật khác trong bán kính 50m của ruộng lúa. Kết quả thu thật bất ngờ, một số lượng lớn mộ cổ được tìm thấy dưới lòng đất quanh khu vực này. Do số lượng mộ cổ quá lớn nên hiện tại công tác khai quật vẫn đang được thực hiện. Sau đó, những người lớn tuổi ở làng đã đem đến nhiều tài liệu cổ. Giới chuyên gia tìm thấy thông tin ngôi làng Đại Cừ trước đây thuộc địa phận đất Yên do các thân vương trấn giữ. Do đó, những ngôi mộ cổ được tìm thấy chính là của những vị hoàng thân quốc thích nhà Hán lúc bấy giờ. Một chuyện lạ khác xảy ra trong đợt khai quật ngôi mộ cổ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Thậm chí, việc này còn được giới khảo cổ Trung Quốc đánh giá là hiện tượng có 102. Ngôi mộ cổ này được một người nông dân tình cờ phát hiện khi đang đào đất trên cánh đồng. Anh ta lập tức báo tin cho chính quyền. Sau đó, một nhóm chuyên gia khảo cổ được cử tới hiện trường. Nhóm chuyên gia nhận thấy ngôi mộ lộ diện sau trận mưa lớn ngày hôm trước. Bề mặt của nó bị nước xâm thực rất nhiều. Nhìn bên ngoài, ngôi mộ có vẻ rất lâu đời. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện ngôi mộ cổ từng bị những kẻ trộm viếng thăm. Nhóm chuyên gia xác định niên đại của ngôi mộ cổ là hơn 2.000 năm trước. Đối với những ngôi mộ có bề dày lịch sử như vậy, nhóm khảo cổ đánh giá rất cao. Do đó, họ đề nghị cấp trên tăng cường máy móc thiết bị để nhanh chóng tiếp cận bên trong ngôi mộ. Sở dĩ họ làm như vậy là bởi ngôi mộ có dấu hiệu xuống cấp do lượng nước đọng quá nhiều, các dị vật bên trong có thể bị hủy hoại. Một máy bơm công suất lớn đến hút hết nước trong mộ cổ, giới chuyên gia lập tức bắt tay vào công việc. Sau khi kiểm tra một lượt, họ nhận thấy tuy ngôi mộ bị kẻ trộm đột nhập nhưng hầu hết các di vật văn hóa vẫn còn. Dấu vết của vụ trộm mộ để lại cho thấy việc này xảy ra từ hơn 1.000 năm trước. Ngôi mộ này thuộc về một nhân vật trong hoàng thất từ thời Tây Hán. Tuy nhiên, trong lúc thu thập các di vật, các nhà khảo cổ gặp phải tình huống bất ngờ. Khi nhóm chuyên gia đang tìm kiếm các món cổ vật thì đột nhiên con rùa khổng lồ từ góc của ngôi mộ cổ bò ra. Con rùa này kích thước khá lớn. Sự xuất hiện của con vật khiến chuyên gia nổ ra một cuộc tranh luận. Có người cho rằng con rùa sống trong mộ cổ suốt 2.000 năm qua, người khác lại cho rằng nó chỉ tình cờ chọn nơi này làm nhà ở mà thôi. Nhiều người tin rằng rùa có từ hơn 2.000 năm trước, có thể nó là vật nuôi của chủ nhân khu lăng mộ này. Chính chủ nhân ngôi mộ mang nó theo làm đồ tùy táng trong lăng mộ. Rùa từ thời xưa được xếp vào hàng tứ linh và mang ý nghĩa trường sinh bất lão, có lẽ vì thế nên nó mới xuất hiện trong ngôi mộ cổ. Tuy nhiên, giả thuyết này khó tin bởi những con rùa có thể sống tới 1.000 năm là rất hiếm. Mặc dù rùa có thể sống rất thọ nhưng tuổi thọ tối đa của chúng chỉ khoảng 200 năm.
Quả thực trong lịch sử có tục chôn rùa sống vào trong mộ cổ, nhưng nó sống đến ngày nay là một điều không tưởng. Hiện việc xác định niên đại của cụ rùa vẫn chưa thể thực hiện vì trên mai của nó có quá nhiều lớp rong rêu. Về kích thước, con rùa này khá lớn và nhiều điểm khác thường so với những con rùa khác. Thưa quý vị, người Trung Quốc xưa có quan niệm người đã khuất dù sang thế giới bên kia, họ vẫn sống một cuộc đời như trên dương thế. Do đó, khi chôn cất họ, người xưa thường đặt rất nhiều đồ dùng cũng như đồ quý giá vào trong mộ. Cũng vì thế mà những kẻ trộm thường xuyên chọn những ngôi mộ làm mục tiêu để kiếm tiền. Câu chuyện dưới đây chính là minh chứng, nhưng tiếc là kết cục của kẻ trộm mộ không sung sướng như chúng ta nghĩ. Một lão nông ở Hàng Châu, Trung Quốc tình cờ phát hiện ngôi mộ cổ ở trên núi. Ông ta trong lúc lang thang trên núi tìm vật liệu sửa nhà vệ sinh lại thấy một cái hố rất lớn. Ông tò mò ngó xuống và nhận ra cái hố này khá sâu nhưng không có nước. Lão nông nhủ thầm, hình như không phải là cái giếng bình thường. Bất chợt, ông thấy ánh sáng lấp lánh ở bên dưới hố, liền tìm cách trèo xuống. Sau một hồi đào bới, ông chỉ tìm thấy một vài viên gạch màu xanh. Thoạt nhìn, viên gạch trông rất cao cấp. Chúng đặc biệt cứng và đẹp mắt. Loại gạch này thường chỉ dùng trong xây mộ cho người đã khuất. Lão nông nhớ các câu chuyện truyền miệng ở làng từng nhắc tới nơi đây là khu chôn cất của hoàng đế Tống Cao Tông. Ông đoán khả năng đụng trúng mộ cổ của nhà vua là rất cao. Tuy nhiên, ông không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy những viên gạch này vẫn còn tốt nên đem chúng về để xây nhà vệ sinh. Sau đó mấy ngày liền, lão nông đã dùng xe vận chuyển hết số gạch xây mộ cổ. Không chỉ lấy gạch, trong lúc đào bới, ông còn tìm thấy rất nhiều đồ cổ như bình gốm, bát gốm. Sự việc vốn đã rơi vào quên lãng sau vài năm nhưng điều không ngờ ập đến. Một nhóm chuyên gia của Cục Di tích Văn hóa thành phố tìm thấy ngôi mộ cổ này. Sau khi kiểm tra kỹ càng, họ nhận định ngôi mộ được xây từ thời nhà Tống. Qua các chữ viết để lại, đây là ngôi mộ của một vị quan lại thuộc thời hoàng đế Tống Cao Tông. Vị hoàng đế này từng chọn nơi này để làm nơi đóng đô. Bên trong mộ cổ, các nhà khảo cổ tìm thấy thêm nhiều món cổ vật khác. Nhận thấy ngôi mộ từng bị đào bới, các chuyên gia đã đi quanh thôn dò hỏi thông tin. Lão nông tìm đến gặp họ và kể lại câu chuyện của mình. Nào ngờ, ông ta sau đó đã bị cảnh sát bắt. Lý do là để điều tra ông tự ý lấy trộm đồ trong mộ cổ mà không báo cáo với cơ quan chức năng. Đây là hành vi trái phép ở Trung Quốc. Những trường hợp tương tự như lão nông từng xảy ra nhiều lần trước đó. Sau khi tìm thấy cổ vật trong các ngôi mộ cổ, họ mang bán đi để lấy tiền mà không biết rằng thứ họ bán đi lại là những di vật văn hóa quý giá có giá trị nghiên cứu rất lớn đối với ngành khảo cổ. Vì thế, sau khi bị phát hiện, họ đều bị phạt tiền, đôi khi là ngồi tù. Trong văn hóa thời xưa của người Trung Quốc, việc tổ chức tang lễ cho người đã khuất là rất quan trọng. Họ quan niệm rằng con người sau khi chết sẽ sang thế giới bên kia và tiếp tục sống. Do đó, khi chôn cất người đã khuất, người nhà thường đặt trong mộ rất nhiều đồ tùy táng. Thông thường, chúng đều là đồ dùng hàng ngày của người chết. Đôi khi những gia đình giàu có, họ thường đặt đồ tùy táng đắt tiền ở bên trong như ngọc bích, đồ gốm sứ, vải lụa. Qua hàng trăm nghìn năm, những món đồ này liền trở thành đồ cổ có giá trị rất lớn. Sau này, nhiều người vì lòng tham trộm đồ bên trong các ngôi mộ cổ để kiếm tiền. Nhiều món cổ vật còn bán được với giá cả lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Do đó, không ít người bất chấp quy định về việc chiếm dụng di vật văn hóa mà trộm đồ trong các ngôi mộ cổ. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, họ đều bị luật pháp trừng trị thích đáng. Những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.